Ăn gì trước và sau khi tập luyện để không biến buổi tập thành công cốc? Ăn như thế nào trước khi tập thể dục tất nhiên sẽ phụ thuộc vào việc bạn tập gì. Nhưng nếu như bạn đang dự định tập gym thì rất nên tiếp thêm một chút năng lượng cho dạ dày vì nó có thể giúp cho chúng ta làm việc chăm chỉ hơn và thấy kết quả nhanh hơn. Bánh mì trứng vừa đơn giản lại có đủ lượng chất cần thiết khi tập gym. Bởi theo nghiên cứu, một chiếc bánh mì sẽ cung cấp đủ lượng carbohydrate cho cơ thể tập luyện. Cùng với đó, trứng sẽ giúp bổ sung protein cần thiết. Yến mạch. Trong yến mạch có chứa hàm lượng chất xơ rất lớn, giúp giải phóng carbohydrate vào máu và bổ sung năng lượng khi tập luyện được hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, bạn có thể ăn các loại trái cây tươi như đu đủ và đặc biệt là chuối. Vì chuối là thực phẩm chứa hàm lượng carbohydrate rất lớn, giúp tạo ra năng lượng để tập gym hiệu quả hơn. Đồ uống chứa nhiều protein nên bổ sung thêm các loại đồ uống có chứa protein như sữa đậu nành, sữa đậu Hà Lan, sữa đậu đỏ, nước rau ngót, nước mơ ngâm, nước ổi, nước chanh dây, nước hàn lựu trước khi tập luyện. Những đồ ăn nhẹ tốt nhất sau khi tập thể dục. Bữa ăn này đóng vai trò quan trọng giúp xây lại mô mới khỏe hơn, lớn hơn. Do đó tốt nhất là trong 30 phút sau tập là hãy ăn ngay và liền, nếu không cơ bắp của bạn sẽ dễ bị mất cơ. Ngũ cốc và sữa. Ngũ cốc nguyên chất có thể cung cấp đầy đủ protein, carbohydrate và các loại vitamin, khoáng chất cần thiết khác cho cơ thể. Ngũ cốc là đồ ăn lý tưởng sau khi tập, đặc biệt với những người ăn chay. Trứng và nước cam. Với những người không ăn chay thì trứng là nguồn cung cấp protein tốt nhất cho cơ thể sau khi tham gia tập luyện. Protein có cả trong lòng đỏ và lòng trắng trứng gà. Ngoài ra, một cốc nước cam cũng cung cấp nhiều carbohydrate và vitamin C cho cơ thể. Bánh sandwich. Sandwich kẹp ngũ cốc hoặc phô mát có thể cung cấp nhiều carbohydrate cũng như protein nên sử dụng sau khi tập luyện. Với những người yêu thích thịt gà, bánh sandwich kẹp thịt gà cũng là một lựa chọn tuyệt vời. Các chuyên gia cũng khuyến khích ăn nhiều các loại rau xanh như cải xoăn, bông cải và spirulina. Điều quan trọng nữa là uống nước trước, trong và sau khi tập luyện vì nó rất tốt cho bù nước trong tế bào. Cùng xem nhiều thông tin bổ ích hơn nữa tại website emdep.vn hoặc subscribe kênh YouTube Em Đẹp TV.